tên Downtown Aquarium. Thủy cung Downtown Aquarium nằm ngay giữa trung tâm thành phố Houston, Texas. Khu vực tòa nhà có 4 tầng lầu, lầu 1, lầu 2 và lầu 3. Bên trong tòa nhà là trưng bày các loại cá đại dương, cá rất to lớn như cá mập, cá đuối, cá ngừ đại dương, cá chim và các loại cá khác nữa. Rất nhiều loại cá rất là bự. Và ở lầu 2 thì có nhà hàng ăn uống, có thể tổ chức sinh nhật hay sự kiện cho các bé. Và bên cạnh cũng có luôn cả bar club để phụ huynh có thể thưởng thức các loại nước uống và nghe nhạc du dương cùng ngắm các loại cá bơi lội tung tăng. Rất là đẹp. Real pizza. Oh my god. It's a shop, right? So big. Trong cái hang nè, con cá bự thì bự trong hang luôn. Tưởng con đá nhưng không phải, mà là một con cá. Oh, so big. So big fish. Thank you.
trưng bày các loại cá kiển, cá nhỏ như cá Nemo trong phim hoạt hình, rất đẹp mắt, rất nhiều màu sắc, và là cá trưng bày trong nhà, trong các khu vui chơi, các loại cá đa màu sắc rất là đẹp, rất dễ thương. Real. Yeah, the real cheese.
Yeah, stingray. Big catfish. Look like they got sparkles. Look like they got sparkles. And zebra, this? No, pee. How much is it? That looks like pee. Pee, not zebra. Like that? Black and white. It's pee. It's like a... Bees. Oh, yeah. And a flat. A bee fish. Yeah, bee fish. She said zebra. A sparkle fish. A leader. A glitter. Yeah, leader. What name of this fish? Red lion. Oh. Red lion fish. Red lion fish. Red lion fish. Đẹp quá ha. Wow. Oh.
bé rất thích thú tới thị cung để ngắm nhìn và trải nghiệm cũng rất nhiều các loại cá cũng như các loại trò chơi ưa thích. Khu vực ngoài trời cũng có các trò chơi đa dạng cho các bé để vui chơi nè, giống như là đu quay thị cung, lên cao thật cao để ngắm thành phố Houston, Diving Bell, trùng cá mập, sát, nhện cóc, frog hopper và các nhà trò chơi giống như đi xe lửa vòng quanh của thị cung, vừa ngắm cá biển nè, vừa ngắm chim trời, ngắm các con thú trong rừng, chim trời, cá biển, thú rừng, rất là vui, rất là nhiều thứ để chơi. The Downtown Aquarium project was conceived in 2001 and took 18 months. It's the missing great one! Is everyone okay? Rất đẹp của Downtown Houston. Houston Downtown.
Houston là một thành phố lớn, rất lớn của Texas, vì rất đông dân nữa. Đi từ north của I-45 Houston đến south 45 Houston thì mất thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe. Là một trong những thành phố khá ấm áp của nước Mỹ. Thời tiết hôm nay ở Houston khá ấm áp. Houston là một thành phố khá ấm áp của nước Mỹ. Mùa đông thời tiết ở khoảng từ 50 tới 80 độ F, hiếm khi mới xuống 30 tới 40 độ F. Mùa hè thì thời tiết khá nóng, thường từ 90 tới 100 độ F. Mùa thu và mùa xuân là hai mùa mà rất mát mẻ, từ 60 tới 80 độ F. Tối nó về nó đi ngủ rồi. Tối mình đi nó về nó đậu. Đây chín giống như cái cây vậy đó.